Nguyễn Văn Nên có tư tưởng phản động, sao Đảng không trừng trị. Vào ngày 5 tháng 10, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội làm việc với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi làm việc nhằm tháo gỡ vấn đề pháp luật đang bị vướng tại thành phố này. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã buông ra một câu mà giới phản biện vẫn hay nói rằng cái vướng xuyên suốt vẫn là thể chế. Thể chế là một hệ thống pháp chế gồm hiến pháp, các bộ luật, quy tắc, quy định, chế định của một chế độ xã hội buộc mọi người phải tuân theo. Hệ thống pháp chế này do nhà nước ban hành, trong đó thể chế chính trị và thể chế kinh tế là hai thể chế lớn được quan tâm nhiều nhất. Quan trọng nhất vẫn là thể chế chính trị vì nó chi phối mọi thể chế khác, trong đó có thể chế kinh tế. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang dùng quyền lực nhà nước để mà can thiệp sâu vào thể chế kinh tế một cách thô bạo, khiến cho nền kinh tế phát triển méo mó. Điều này khiến cho các nước Âu Mỹ chưa chịu công nhận Việt Nam là có nền kinh tế thị trường, dù bao nhiêu năm qua các tứ trụ hết lần này đến lần khác sang năn nỉ họ. Trong thể chế chính trị mà Đảng Cộng sản đang áp đặt tại Việt Nam, có một nguyên tắc đã trở thành nguyên nhân gây ra tình trạng vô pháp, đó là không xem xét ý kiến của người dân khi thông qua luật pháp, đặt luật pháp dưới luật của Đảng, thậm chí luật Đảng bị đặt dưới ý muốn của một người, đó là người đứng đầu Đảng Cộng sản. Mặc dù chính quyền của Đảng Cộng sản vẫn dựng lên Quốc hội, nhưng thực chất là Đảng hội, bởi trên 96% đại biểu Quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản. Đa số các quan chức trong nhánh hành pháp, tư pháp cũng đều tham gia vào Quốc hội. Một ít thành phần ngoài đảng chỉ để mà làm cảnh mà thôi. Cái gọi là Quốc hội đó không làm luật phục vụ dân mà chỉ làm luật phục vụ cho đảng. Lâu nay, quan chức từ trung ương đến địa phương vẫn hay đổ lỗi cho cơ chế để biện minh cho những nhiệm vụ thất bại của họ. Mà cơ chế chính là quy trình bộ máy nhà nước phải làm theo. Có vô số cơ chế tồn tại trong thể chế chính trị này mà cơ chế nào cũng làm vướng các chính sách, từ chính sách lớn đến chính sách nhỏ. Như vậy, thể chế kinh tế và các cơ chế đều do thể chế chính trị này đẻ ra. Vậy thì cái gốc của vấn đề khiến cho mọi chính sách gặp khó khăn vẫn là thể chế chính trị. Ông Nguyễn Văn Nên nói rằng cái vướng xuyên suốt vẫn là thể chế. Ông không hề nói đến thể chế chính trị, bởi chỉ cần thêm từ chính trị thì chẳng khác nào ông chính là người chống lại đảng. Dùng từ thể chế một cách chung chung là cách chỉ ra nguyên nhân nhưng vẫn tránh được tội chống đảng. Xem ra ông Nên có tư tưởng tiến bộ hơn so với nhiều quan chức cùng trang cùng lứa. Nhưng cũng như những quan chức khác, ông vẫn sẽ bảo vệ cái thể chế chính trị thối nát này vì quyền lợi cá nhân của ông và những đồng chí tham nhũng trong đảng. Thể chế chính trị này sẽ đảm bảo cho Đảng Cộng sản một mình một chợ, trục lợi trên xương máu của 100 triệu người dân Việt Nam. Đây là quyền lợi to lớn khiến không một quan chức nào muốn thay đổi thể chế cả. Mặc cho người dân khốn cùng, nghèo đói, thì quan chức vẫn giàu sụ, vẫn xây biệt phủ, vẫn cho con đi học trời Tây với chi phí mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng. Vấn đề về thể chế đã bị dư luận xã hội phản đối từ rất nhiều năm qua. Tuy nhiên đáp lại, đảng cho xây nhà tù nhiều hơn, tăng ngân sách cho Bộ Công an nhiều hơn nữa và cho phép Công an được tùy tiện hành động hơn. Miễn sao Công an đảm bảo bảo vệ cho đảng, bảo vệ miếng ăn cho các đồng chí ở trong đảng. Phát biểu của Nguyễn Văn Nên để thể hiện, để đánh bóng tên tuổi chứ không thực sự muốn một sự thay đổi cho đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Nguyễn Văn Nên có tư tưởng phản động ra sao mà đảng lại không trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Dù có bao nhiêu lệnh truy nã thì cũng khó mà bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không hề mới, nhưng chẳng bao giờ nhàm chán cả. Bởi số phận của nữ doanh nhân này gắn bó chặt chẽ với võ đài chính trị khốc liệt tại Việt Nam.
dù ở thế thượng phong có thể chủ động tấn công bất kỳ đối thủ nào, nhưng riêng với Phạm Minh Chính, ông Tô Lâm đang tỏ ra bất lực. Nguyên nhân là vì một người phụ nữ quá giỏi trong trò chơi trốn tìm. Có thể nói Tô Lâm là kẻ săn mồi, còn Ba Nhàn là con mồi. Nhưng xem ra kẻ chủ động chơi trò mèo vồn chuột không phải là kẻ săn mồi mà lại là con mồi khó tóm. Điều đáng nói là Tô Lâm đã tìm mọi cách, kể cả cho quân sang tận Dubai để bắt kế toán trưởng IC, nhưng hóa ra lại sôi hỏng, bỏng không. Bởi dù bắt được người kế toán trưởng này nhưng lại không khai thác được gì. Người này không biết gì về những thương vụ lớn có liên quan đến việc môi giới và mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và đối tác Israel. Điều đáng nói là ông Phạm Minh Chính không giấu tử huyệt, nhưng ông Tô Lâm vẫn tấn công mãi không thể được. Tử huyệt thứ nhất của ông Chính là bà Nhàn. Tử huyệt thứ hai là Tổng cục Tình báo Quân đội, tức Tổng cục 2. Đã bắt không được bà Nhàn, bóng Tô Lâm cũng chưa thể chiếm lấy Tổng cục 2 từ tay người gác đền Phạm Ngọc Hùng. Do đó, ông vẫn không thể ra tay với Phạm Minh Chính. Vào ngày 4 tháng 10, báo chí nhà nước lại nhắc đến tên bà Nhàn khi Bộ Công an tiếp tục ra lệnh truy nã bà. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu lệnh truy nã thì khó có thể bắt được bà vì nơi bà đang ẩn náu là tuyệt mật. Việc cho báo chí tiếp tục réo tên bà Nhàn chỉ cho thấy sự bực tức vì bất lực của ông Tô Lâm, chứ không giải quyết được gì cả. Bà Nhàn vẫn đang thách thức đối với quyền lực của ông Tô Lâm. Về phía ông Phạm Minh Chính, thành công đối với ông không phải là lật Tô Lâm khỏi ngai vàng, mà giữ vững danh hiệu vua trụ hạ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ có ghế thủ tướng là còn nguyên so với ba trụ còn lại. Thậm chí, ghế chủ tịch nước bị thay đến 2 lần và có khả năng còn tiếp tục thay đổi tiếp. Điều này cho thấy khả năng đứng vững trước dông bão trong chính trường của ông Thủ tướng thật đáng nể. Và lúc này, ông Tô Lâm không thể không lo lắng, bởi đại hội đảng lần thứ 14 thì đang đến gần, mà đối thủ tranh thủ vẫn cứ sừng sững tồn tại. Không biết đến đại hội, ông Chính có bất ngờ tung đòn hiểm vào Tô Lâm hay không? Ông Chính từng tung đòn hiểm vào phút bù giờ mà hạ được ông Vương Đình Huệ tại đại hội đảng lần thứ 13 để giành lấy ghế thủ tướng cho mình. Lúc đó, dù ông Vương Đình Huệ được ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ, nhưng ông Phạm Minh Chính lại được Trung ương Đảng ủng hộ. Không chỉ riêng ông Tô Lâm muốn loại ông Phạm Minh Chính khi còn sống, ông Nguyễn Phú Trọng được cho là cũng rất muốn loại Phạm Minh Chính cùng đợt với ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng không thành công. Có lẽ ông Chính được đông đảo ủy viên Trung ương Đảng ủng hộ, nên ông Trọng đành phải chùn tay. Nên ông Tô Lâm tiếp tục tấn công ông Phạm Minh Chính cũng bằng những biện pháp tương tự như ông Trọng đã làm trước đây. Vũ khí lợi hại nhất của ông Tô Lâm là lập hồ sơ đen của các quan chức cấp cao. Nhưng hồ sơ đen của ông Chính là những trang vẫn còn khuyết ngay tại tử huyệt của ông. Đến ông Nguyễn Phú Trọng mà còn phải đầu hàng ông Chính thì xem ra rất có thể ông Tô Lâm cũng buộc phải đầu hàng trước sự lì đòn của ông Thủ tướng Việt Nam này. Dù đã chiếm được ngôi báu nhưng phải xem Tô Lâm sẽ giữ ngôi báu bằng cách nào đây. Tại đại hội đảng thứ 14 đang đến gần nhưng vẫn có đến 2 ứng viên cho ghế Tổng Bí Thư. Ông Tô Lâm chỉ cần giữ được ghế là đã thành công, tuy nhiên ông có giữ được hay không thì phải theo dõi trận đấu đến tận phút cuối cùng. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin, dù có bao nhiêu lệnh truy nã thì cũng khó mà bắt được bà Nguyễn Thị Thành Nhàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.